Năm 2019, các trung đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, kịp thời đấu tranh có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị. 100% sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Các trung đoàn đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt phong trào ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt, đảm bảo tốt trang bị, vật chất hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu các nhiệm vụ của sư đoàn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.